xin chào bạn Ken nha. Bạn Ken đây là bạn Ken có gì vậy? Các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có một ông già Noel nha. Ông già Noel leo cầu thang nè. Trời ơi, đã ghê chưa, ông già mới lộn rồi luôn đó. Trời ơi một chiếc xe nữa hả, xe điều khiển nữa hả. Ông già Noel này, ông leo cầu thang sao bạn Ken? Ủa sao, ông kẹt mình, ôm đi lên lưng được luôn hả? Wow, các bạn ơi, hôm nay ông Ken có một ông già Noel. Ông già Noel này à, ông già Noel cũng leo cầu thang được nè, dân nè, giờ ông lộn nè. Wow, ghê chưa, trời ơi, ông già Noel leo cầu thang đã thiệt chứ. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Ken chơi trò chơi ông già Noel đi săn các loại con vật với bánh kẹo nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ cầm ông già Noel mình đi săn phải không bạn Ken ơi? Wow, đây bạn Ken đi đâu rồi ta? Trời ông già Noel ông lộn hay thiệt chứ. Con là con sách ông già Noel đi săn với con nè. Rồi các bạn ở đây cho ông già Noel lộn một vòng nữa nha. Đây ông già Noel lộn một vòng nữa. Quá té luôn rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ cầm ông già Noel đi săn con vật nha. Để ông già Noel chỉ bằng Ken đi coi. Đi thôi bằng Ken ơi. Cho ông già Noel lộn luôn nha. Đâu vậy ông già Noel chạy đâu vậy? À, các bạn ơi, quá trời luôn, một hộp quà đấy các bạn ơi. Đây, đâu hộp quà, đâu hộp quà của ông già Noel nè. Mới ra cái gì vậy? Còn gì nữa hả? Một con khỉ với một con rùa nha các bạn. Rồi đây bà cầm quà cho. Ý, wow, một cái đồng hồ. Một đồng hồ gì vậy bạn Ken? Ủa ơi, ông già Noel lộn quá trời luôn. Rồi cầm già Noel đi bạn Ken ơi, còn đâu nữa không? Wow, một Pikachu với cái kẹo luôn. Rồi đây các bạn ơi, mình lấy cái rổ mình bỏ vô một cái. Nơi đây, ông già Noel ổng thấy ở đâu vậy ta? Một con Pikachu bị té rồi các bạn ơi. Rồi bạn Ken ơi, bắt bỏ vô đây. Đây mình được hai Pikachu rồi, còn đâu nữa không? Đâu nữa bạn Ken? Ông già Noel em chỉ đâu nữa hả? Quá các bạn ơi, một ông già Noel nhỏ nha. Rồi còn đâu nữa không? Cái gì vậy? Kẹo nữa hả? Rồi còn đâu nữa không bạn Ken? À cái gì đó? À các bạn ơi, một con ốc nha. Rồi bắt con ốc vô. Rồi đi, còn ở đâu nữa không ta? Bên kia kìa bạn Ken ơi, mình chạy qua kia đi. Bên đây hết rồi. Và đây nè, một con ngựa nha. Một con ngựa Pokemon. Quá, trên đầu bạn Ken có cái gì mà bạn Ken không thấy ta ơi? Ơi có gì vậy? Có gì vậy bạn Ken? Dịch hả? Rồi bắt về. Rồi đem về bạn Ken ơi. Đem về bỏ xuống cho ông già Noel coi bao nhiêu món quà nha. Đây nè các bạn ơi, ông già Noel ông chạy nãy giờ luôn nè, ông chưa ngừng luôn đó. Rồi bây giờ mình gỡ quà ra nha. Đây là con gì vậy bạn Ken? À một con ngựa Pikachu. Rồi đây là con gì? À đúng rồi, một con vịt. Đây là con gì vậy? À một con ốc sên nè các bạn. Ốc sên có màu xanh lá cây luôn. Đây cái gì vậy? À quà con già Noel đó hả? Ê cái gì đây? À một con già Noel nhỏ rồi các bạn ơi. Ừ đúng rồi. Còn đây là con gì? Wow, một con Pikachu nha. Rồi để cái Pikachu xuống. À wow, một con này là con gì? Con khủng long Pikachu. Ồ đúng rồi, con khủng long Pikachu. Ông già Noel bị kẹt rồi.
Đây các bạn có thêm một con gì nữa ta? Con khỉ. Đúng rồi. Đây là cái gì đây? Hả bằng kem? Để các bạn ơi, một cái đồng hồ con chim ăn ribbit nha. Đây, đây là một con rùa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem ông già Noel lộn ngược nha các bạn. Đây, và... À, chưa làm kẹo ra nữa hả? À, mình được ba cái kẹo rồi nữa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình ship lại nha, mình ship đồ chơi lại. Ship dưới cái thang của ông già Noel nè. Lộn đi ông già Noel ơi, lộn. Đã ghê chưa? Rồi ship lại nha, ship đồ chơi lại. Đây nè các bạn, đây đồ chơi của ông già Noel nè. Ê, để đó ông già Noel không lộn được á. Các bạn ơi, như vậy video đến đây là hết rồi nha. Rồi, ok, nói chào tạm biệt các bạn đi. Đúng giờ nó em té luôn hả? Rồi, bye bye các bạn đi con. Các bạn ơi, cái điện thoại chuyên nhân là điện thoại tiếng Anh nha, nói tiếng Anh không à. Để con nghe cái chuyện thử nghe. Cái chuyện mà nhạc không à. Nãy bằng kem bấm vô đây cười nè. À, bấm vô chính giữa nó cười nè. Và à, bấm vô đây là nó la. Rồi qua bật điện thoại mèo nghe, rồi bấm mở đây. Rồi nghe nhạc chuông nha. Đó, nhạc chuông điện thoại đó. Nghe cái chuyện ở đây. Các con đã bao giờ được nghe chuyện về nàng công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn chưa? Bây giờ các con ở đây học bản chữ cái nha các bạn. Á, ớ, bờ, cờ, đờ. Con gà trống, con cá heo, con bò, con chó, con sư tử, con mèo. Con dê. Wow, cái này là tiếng kêu các động vật luôn các bạn ơi. Con ngựa. Con gà trống. Đen. Rồi đen nút học xuống. Bảng cộng. Một cộng một bằng hai. À, cái này dạy cộng rồi các bạn. Cái này là nhạc thứ nhì. Thưa con, để bắt tí à. Rồi, xong rồi nghe các bạn ơi, bây giờ mình đi vô nha. Các bạn ơi, như vậy là cái video về đồ chơi, cái điện thoại hết rồi nha. Chào tạm biệt các bạn, con chào các bạn đi bằng kia. We'll be right back.
rước hoài vậy ta? Ai cũng nghe mình đứng không được bạn Ken ơi. Đây các bạn ơi, xe chở cái con vật nè. Hay ghê chưa? Ngồi cá nó lên á, chút mình ra đó mình bắt cá. À, con cá nhỏ lên đó hả? Ừ. Ha ha ha.